Chào các em. Bây giờ chúng ta học cách nhận biết cây khoai tây nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu học, các em đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Đây là cây khoai tây. Đây là cây khoai tây. Cây khoai tây này còn nhỏ. Đây là cây khoai tây đã lớn. Đây là cây khoai tây đã lớn. Những cây khoai tây này đang ra hoa. Cây khoai tây. Cây khoai tây. Đây là củ khoai tây. Đây là củ khoai tây. Củ khoai tây nằm ở trong đất. Củ khoai tây nằm ở trong đất. Đây là củ khoai tây vừa thu hoạch. Củ khoai tây khi đào lên sẽ được rửa sạch đất. Đây là củ khoai tây vừa thu hoạch. Củ khoai tây. Củ khoai tây. Đây là ruột khoai tây. Đây là ruột khoai tây. Khoai tây là củ có chứa nhiều vitamin và tinh bột. Cần gọt vỏ khoai trước khi sử dụng. Cần gọt vỏ khoai trước khi sử dụng. Khoai tây được dùng làm nhiều món ăn. Khoai tây được dùng làm nhiều món ăn. Khoai tây phổ biến là món khoai tây chiên mà ai cũng thích. Ngoài ra khoai còn dùng làm tinh bột, súp. Khoai tây còn dùng làm các món bánh. Chúng ta hãy xem cách làm món khoai tây chiên nhé. Chúng ta học lần nữa nhé. Đây là cây khoai tây. Đây là cây khoai tây. Cây khoai tây này còn nhỏ. Đây là cây khoai tây đã lớn.
đây là cây khoai tây đã lớn. Những cây khoai tây này đang ra hoa. Cây khoai tây. Cây khoai tây. Đây là củ khoai tây. Đây là củ khoai tây. Củ khoai tây nằm ở trong đất. Củ khoai tây nằm ở trong đất. Đây là củ khoai tây vừa thu hoạch. Củ khoai tây khi đào lên sẽ được rửa sạch đất. Đây là củ khoai tây vừa thu hoạch. Củ khoai tây. Củ khoai tây. Đây là ruột khoai tây. Đây là ruột khoai tây. Khoai tây là củ có chứa nhiều vitamin và tinh bột. Cần gọt vỏ khoai trước khi sử dụng. Cần gọt vỏ khoai trước khi sử dụng. Khoai tây được dùng làm nhiều món ăn. Khoai tây được dùng làm nhiều món ăn. Khoai tây phổ biến là món khoai tây chiên mà ai cũng thích. Ngoài ra khoai còn dùng làm tinh bột, súp. Khoai tây còn dùng làm các món bánh. Chúng ta hãy xem cách làm món khoai tây chiên nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo để nhận video mới miễn phí nhé. Cảm ơn các em.